trạch chủ tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 ở trên ngôi nhà hướng Bắc bị vi phạm bởi khí lục sát. Hướng Bắc được xác định trong phạm vi từ 337,5 độ đến 22,5 độ nằm trên ba sơn nhâm, tý, quý. Qua các nghiên cứu khảo sát và phản hồi của các anh chị gia chủ đến những thời điểm đại hạn của hương khí trạch chủ cùng các thành viên trong gia đình sẽ gặp nhiều vận hạn bất lợi hơn. Tôi ví dụ với những ngôi nhà ở hướng Bắc có hướng khí nằm trên sơn nhâm từ 337,5 độ đến 352,5 độ thì những thời điểm đại hạn của hướng khí sẽ rơi vào những năm có hàng thiên can thuộc nhâm. Ví dụ như những năm nhâm tuất, nhâm dần, nhâm tí thì sẽ bị phạm phải thiên can sát để xử lý hóa giải. Anh chị sẽ sử dụng bộ vật phẩm la bàn thiên luân, hóa sát như trên tay tôi sẽ giúp tiêu trừ hóa giải những vận hạn khi bị phạm phải thiên can sát.